Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Cơ thể bạn nói gì. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là cầu nối để mang đến cho quý vị khán giả những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và ngày hôm nay, chủ đề của chương trình là bí quyết chung sống hòa bình với bệnh gút. Thưa quý vị, bệnh gút là một căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt với các quý ông tuổi trung niên trở lên. Đặc trưng của căn bệnh này đó là sự tái đi tái lại nhiều lần của những cơn gút cấp. Và mỗi cơn gút cấp lại để lại cho người bệnh rất nhiều sự đau đớn, phiền toái, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ nữa. Vậy có giải pháp nào để giúp bệnh nhân gút có thể chung sống hòa bình với bệnh? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay qua cuộc trò chuyện với chuyên gia của chương trình. Trân trọng chào đón thầy thuốc ưu tú bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, xin chào Mai Tân. Chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách mời cũng rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, xin giới thiệu anh Trịnh Dương. Vâng, xin chào MC Mai Tân, xin chào bác sĩ và xin chào tất cả các quý khán giả đang xem truyền hình. Thưa bác sĩ, thay vì phải chung sống suốt đời với bệnh gút thì với khoa học hiện đại hiện nay thì chúng ta đã có cái giải pháp nào để giúp bệnh nhân gút có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh này hay chưa? Bệnh gút này là một cái bệnh mà cũng hay gặp ở nước ta cũng như trên thế giới. Theo một số thống kê thì ở Việt Nam mình cũng chiếm khoảng đến 3% dân số, mà đặc biệt ở nam chiếm đến 96%, ở nữ chỉ có 4% thôi. Nguyên nhân sinh ra bệnh gút là gì? Là do axit uric tăng cao, đó là bệnh chuyển hóa. Vậy gút là gì? Là do rối loạn chuyển hóa, do nồng độ axit uric tăng cao ở trong máu dẫn đến các tinh thể urat lắng đọng vào các cái khớp và dẫn đến làm sao phá hủy khớp, gây ra làm sao biến cố sưng nóng đỏ đau trong những cơn gút cấp. Y học hiện đại, các nhà khoa học người ta cũng đã tìm thấy làm sao sử dụng các cái thuốc giảm đau làm một này, đồng thời làm sao bức chế không cho tái tạo cái nồng độ axit uric trong máu tăng lên, và đồng thời nó đào thải được cái axit uric ra ngoài thì đã ổn định bệnh gút. Và đây là một bệnh chuyển hóa mãn tính, lặp đi lặp lại và phải chung sống suốt đời. Chứ một số quan điểm là khỏi hẳn là không phải. Và cái mục tiêu chính để mà duy trì cái sức khỏe chung sống với bệnh gút là gì? Là phải quản lý được cái nồng độ axit uric ở trong máu. Vâng, và tôi tin có một câu hỏi nữa mà rất nhiều bệnh nhân gút quan tâm, đó là làm thế nào để có thể chung sống hòa bình với căn bệnh này và giảm tái phát các cơn gút cấp. Mong bác sĩ có thể giải đáp giúp ạ. Bệnh gút này cũng là diện bệnh các cụ nói là bệnh tòng khẩu nhập, làm sao ăn uống vào. Bởi vậy làm sao đối với bệnh nhân gút, người ta thấy rằng không nên ăn những cái chất làm sao các cái thịt đỏ là một này, hải sản là hai này, và đặc biệt là cái phủ tạng động vật. Thứ hai nữa làm sao người ta thấy rằng trong một số các nhà dinh dưỡng, người ta thấy rằng ví dụ như là măng tây này, giá đỗ này, rồi là nấm, nó cũng là tăng cái axit uric. Vậy làm sao cũng nên hạn chế, và đặc biệt là cái đồ uống ví dụ như là bia rượu, người ta thấy rằng axit uric tăng là phải được đào thải. Nhưng những trường hợp này nếu mà bia rượu nhiều thì làm sao nó ứ trệ, nó không đào thải được axit uric. Do đó là lượng axit uric tăng thì gây ra bệnh gút. Thì đấy là cái chế độ ăn uống, còn ngủ nghỉ cũng tránh stress căng thẳng. Nhất là trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, chúng ta thấy căng thẳng thần kinh này, ăn uống này khó khăn này, thực phẩm lại không được đảm bảo thì dễ dẫn đến làm sao không những bệnh gút mà còn nhiều bệnh lý khác. Nhất là cái người mà có tuổi hoặc có bệnh nền thì cần phải thực hiện làm sao thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng của mình, và thể dục làm sao phù hợp với khả năng của mình, đặc biệt là khi có cơn gút cấp. Để sử dụng thuốc y học hiện đại cần phải làm sao đúng thầy thuốc có chỉ định đúng, tránh tình trạng lạm dụng. Nhất là trẻ mà bị rất hay lạm dụng sử dụng những cái colchicine hoặc các thuốc giảm đau nông sai, là tức là cái không có corticoid ấy, thì nó cũng đem lại có cái tác dụng phụ. Chính vì vậy cho nên là xu hướng để mà chung sống hòa bình với bệnh gút ấy, cần phải làm sao chọn lọc những cái thảo dược tự nhiên đem lại một kết quả khả quan cho bệnh gút. Vâng, rất mong bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về các loại thảo dược đó. Ngày nay người ta đã sử dụng 4 cái nhóm thảo dược hỗ trợ. Thứ nhất là nguyên nhân axit uric tăng cao trong máu là do gì? Là do cái men satin oxidasa nó chuyển đạm có nhân purin cao thành axit uric. Bởi vậy làm sao người ta sử dụng các cái thảo dược tự nhiên ức chế cái men satin oxidasa, đó là gì? Người ta dùng hạt nhãn và quả anh đào đen. Và cái điều này người ta đã được chứng minh ở khoa y của trường Đại học Boston ở Mỹ với 634 bệnh nhân. Sau thời gian 4 tuần sử dụng, người ta thấy rằng gần như là tất cả các bệnh nhân đều giảm được lượng axit uric trong máu, và đặc biệt có đến 57% bệnh nhân trở về ngưỡng bình thường. Và cái quan trọng nữa là gì? Người ta thấy có đến 60% bệnh nhân không có cái tái phát cơn gút cấp. Ngoài ra người ta còn sử dụng các cái thảo dược tự nhiên
có tính chất kiềm để trung hòa lượng axit uric có sẵn trong máu, đó là hạt cần tây, và đồng thời làm sao đào thải axit uric ra khỏi cơ thể cũng bằng thảo dược tự nhiên. Ví dụ như là người ta sử dụng trạch tả và mã đề, ngưu bàng, cộng với làm sao khi có cái biểu hiện là viêm gút cấp, sưng nóng đỏ đau thì người ta còn phối ngũ với năm cái thảo dược là gì, gừng, bạc hà, tầm ma, kim sa và húng tây để làm sao chống viêm, giảm đau, hỗ trợ rất tốt. Vâng, qua phân tích của bác sĩ vừa rồi thì có thể thấy rằng là có rất nhiều loại thảo dược hiệu quả trong việc kiểm soát tốt bệnh gút. Tuy nhiên làm thế nào để người bệnh có thể bổ sung các loại thảo dược này? Vì như tôi thấy thì để mà đun sắc tất cả các loại thảo dược đó thì sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy ạ. Xu hướng hiện nay Việt Nam cũng như thế giới sử dụng công nghệ siêu nano để làm sao chọn lọc được những cái tinh hoa, những cái gọi là hoạt chất tinh túy của thảo dược, tăng tính khả dụng và tăng tính hấp thu cho thảo dược, và được làm sao bào chế dưới dạng viên tiện lợi, dễ sử dụng, dễ bảo quản, lại an toàn, và cũng vẫn có tác dụng như là khi mà các thảo dược mà phối ngũ được sắc nấu. Xin cảm ơn bác sĩ về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tình huống tiểu phẩm ngay sau đây. Ta mang cho em một chút tình quỳnh thơm hay nơi thơm ê bố. Người ơi quỳnh thơm hay nơi thơm. bố thấy dạy con tập được không? Tay thiếc đùi bụng bé đi, người thon đẹp luôn. Sao mày phù phiếm thế hả? Hả? À? Từ cái tuổi đầu rồi mà cái xanh xanh đỏ đỏ lượn ra lượn vào, cha đã cái thích sự gì cả, vợ con thì không có. Thế bây giờ bố ý của bố gọi con ra đây để bảo con việc giấy vợ gì? Chứ còn gì nữa? Chưa, con mới 40 thôi, 5 tuổi nữa. Thôi, lạy anh. Sao? Anh nhanh nhanh để cho tôi vui vẻ, tôi sống hơn cho anh đau quá. Bố làm sao bố ơi? Động một cái là nó như trời giáng, nó đau ơi là đau. Bị sao, đau chỗ nào? Tôi không hiểu tại sao mà. Đấy, này, chân này. Đấy, có thế thôi mà nó đau. Đau ở đây bố? Vút. Nhưng mà bố bị cái này lâu chưa? Bố đi khám chưa? Khám rồi. Dạ. Dài dằng dặc các loại thuốc. Dạ. Chẳng ăn thua gì cả. Ui dồi. Ôi giời, cho nên là đấy, biết cái phận mình rồi. Cho nên là bố cứ nhắc nhở con là thôi con làm gì con làm nhanh lên nhá. Dạ. Không có thì bố cũng chả sống được bao lâu đâu. Ui dồi. Nhá. Dì. Phì phui. Bố có biết ấy, cô trong cái cuộc đời này ấy nhá, không có cái gì quan trọng. Chỉ có gia đình là điều quan trọng. Biết nhá. Rồi. Bố yên tâm. Đừng động mạnh. Biết rồi. Đâu. Nhá, yên tâm. Tất cả mọi việc đều có giải pháp của nó. Riêng cái bệnh gút của bố ấy, con có giải pháp luôn. Giải pháp gì? Giải pháp hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, kết hợp của các thành phần như là quả anh đào đen này, hạt nhãn này, cần tây này, nhiều loại thảo dược khác giúp kiểm soát được căn bệnh gút của bố. Ừ. Thế à? Chuẩn luôn. Thế hoàn toàn là anh con trai có vẻ thông minh hơn. Ôi ơi, chuyên gia Google, YouTube mà. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tại trường quay của chúng tôi. Anh Trịnh Dương, một vị khách mời cũng rất là quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay. Tôi được biết là anh đã chung sống với căn bệnh gút trong một thời gian dài rồi. Không biết là căn bệnh này đã ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe cũng như là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh ạ? Vâng, cái căn bệnh này nó đã thực sự làm đảo lộn, xáo trộn cuộc sống hàng ngày của tôi. Vào khoảng năm 2016 thì tôi mới sau một lần đi tiếp khách về, hôm đó cũng ăn nhậu, đêm về ngủ thì bỗng nhiên là cái ngón chân của tôi nó đau điếng. Tôi mới bật dậy kiểm tra thì cái ngón chân cái nó mới sưng phù lên và da nó căng bóng và đau suốt đêm hôm đó, coi như là không ngủ được. Thế thực sự là từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi chịu một cơn đau như thế. Thế mãi đến hôm sau thì cơn đau nó vẫn chưa dứt. Tôi mới nhờ người nhà đưa tôi vào bệnh viện thăm khám thì bác sĩ kết luận rằng tôi bị gút mất rồi. Khi đó là chỉ số axit uric ở trong cơ thể của tôi tăng lên hơn 600. Tôi cũng rất là bàng hoàng và kể từ đó là tôi bỏ hẳn ăn nhậu, không dám ăn nhậu nữa. Nhưng mà cái số lượng cơn đau nó lại vẫn cứ dày đặc. Có khi 1-2 tháng là nó cứ đau. Mỗi lần đau như vậy mất mấy ngày liền. Tôi không thể làm được việc gì hàng ngày nữa, chỉ có nằm bẹp một chỗ. Ăn cũng không dám ăn nữa. Đấy.
chỉ sợ ăn nhiều vào là cái cơn đau nó quay lại, nó hành hạ. Rồi đã thế, nó lại còn nổi các cái cục, bác sĩ gọi là cái cục tô phi đấy. Nào là ở tay, ở chân, các cái cục sần sùi chỗ nào cũng có. Nó khủng khiếp lắm. Các loại thảo dược mà bác sĩ đã chia sẻ ở phần trước của chương trình, bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về giải pháp này ạ? À vâng, thưa Mai Tân và các quý khán giả, Bonigut hoàn toàn là các thảo dược tự nhiên được bào chế với công nghệ cao. Tôi xin nói với anh này, đấy là bào chế với công nghệ siêu nano cơ. Và nó tăng cái khả năng hữu dụng của các cái thảo dược tự nhiên. Đặc biệt làm sao Bonigut với 4 nhóm thảo dược mà tôi nói ở trên. Nhóm thứ nhất là cái nhóm hạt nhãn và quả anh đào, để giảm được cái lượng acid uric trong máu, với cái cơ chế là nó ức chế được cái men satin oxidase, nó trung hòa được cái lượng acid uric có sẵn trong máu của anh. Đấy là hạt cần tây. Và đặc biệt làm sao, cái nhóm thứ ba là nhóm thảo dược nó đẩy acid uric ra khỏi cơ thể bằng cái đường bài niệu, đó là ngưu bàng, rồi trạch tả, rồi là cái mã đề. Bonigut phối ngũ thêm các cái như là gừng, bạc hà, tầm ma, kim sa, hung tây để hỗ trợ cho anh cái triệu chứng viêm của cái đốt bàn của anh mà khi anh bị đó, đem lại một kết quả khả quan. Chính vì vậy Bonigut giảm được các cái tác dụng sưng nóng đỏ đau của cơn gút cấp, và làm sao nó khống chế được cả gì những cái biến chứng của bệnh gút như là hạt tô phi. Bonigut Gút đã được sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, được Tổ chức Y tế Thế giới và FDA công nhận. Thưa bác sĩ, tôi có một cậu em trai là năm nay cũng 30 tuổi và cũng gặp cái tình trạng đau tương tự như tôi. Thì theo bác sĩ cho tôi biết là như thế có phải là gặp bệnh gút rồi không ạ? Thực ra như phần đầu, bệnh gút người ta nói là thường ở lứa tuổi trung niên, nhưng hiện nay trong xã hội này là vấn đề trẻ hóa anh ạ. Và nhất là lớp trẻ hiện nay chúng ta thấy là làm sao, cứ hết giờ là chúng ta thấy các quán bia, quán rượu là đầy. Mà đã bia rượu thì làm sao, thì phải dùng các đồ hải sản và các đồ gọi là thịt đỏ. Bởi vậy làm sao nó dễ bị, thì dẫn đến làm sao dễ bệnh gút. Cho đó trường hợp em trai của anh ấy là có khả năng thôi qua triệu chứng. Nhưng theo tôi ấy, bây giờ với cái công nghệ hiện đại và ở các cơ sở y tế cấp huyện trở lên, làm cái xét nghiệm acid uric máu chẳng hạn, nếu acid uric tăng thì chính xác đấy là gút. Và khi đã gút rồi thì làm sao, thì anh thể cho dùng Bonigut sẽ đem lại kết quả khả quan. Bonigut là sự kết hợp hoàn hảo của những thảo dược như quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tà, bách xù, ngưu bàng tử, mã đề. Bonigut giúp hạ acid uric trong máu, to nhỏ hạt tô phi, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp, phòng ngừa biến chứng bệnh gút. Bonigut được sản xuất bởi công ty dược GNE International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bonigut, sản phẩm của Mỹ. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.